thầm. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi là người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng thế mới là hiện nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta công đức cao dày. Người ơi đừng không ai ghi sáng trong tâm, chân thành niềm kính hương trong nguyện dân. Không ai ghi sáng trong tâm, chân thành niềm kính hương trầm.
chúng con cả tiếng lòng thương yêu. Lời xấu bay bồng cánh diêu, thân khổ lặn lội mấy chiều sáng sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru với 14 đời hậu duệ, vị thủy tổ họ Đỗ Công đã đặt dấu ấn đầu tiên tại nơi này. Khi đó, nơi đây còn là một vùng đất nguyên sơ, tổ tiên ta đã phải vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn để khai hoang tạo dựng và truyền lại cho con cháu chúng ta như hôm nay. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh, từ đường dòng họ đã không ít lần phải di chuyển. Mãi đến năm 1997, với sự khởi xướng của trưởng tộc Đỗ Công Sĩ cùng các vị kỳ lão trong họ và sự đồng lòng của dòng tộc, nhà thờ mới chính thức được xây dựng. Từ đó, việc thờ cúng các vị tiền nhân thủy tổ được chu đáo hơn. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm tháng, với sự bào mòn của thời gian, nhà thờ đã xuống cấp, không gian không còn xứng đáng với sự phát triển của đại tộc. Thể theo nguyện vọng của con cháu, với tấm lòng tri ân tiên tổ, mong muốn xây dựng lại ngôi thủy đường để phục sự tiền nhân thủy tổ, cụ Đỗ Công Sĩ đã triệu tập công trưởng chi cảnh để bàn bạc được sự thống nhất cao, sự đồng lòng của cả dòng tộc với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thành kính và tri ân. Ngày 6 tháng 3 năm 2019, tức ngày 1 tháng 2 âm lịch, viên gạch đầu tiên đã được đặt đánh dấu sự khởi đầu của ngôi thủy đường. Trải qua hơn 5 tháng xây dựng với bao nhiêu gian khó vất vả, đến nay ngôi thủy đường khang trang đã được hoàn thành trên nền đất cũ. Hôm nay cháu chắc nội ngoại họ tộc tụ họp về đây dâng nén tâm hương bằng tất cả tấm lòng thành kính tri ân các vị tiền nhân thủy tổ. Dự lễ khánh thành ngôi thủy đường, tới dự lễ khánh thành hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu xã, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Mai Xuân Thường, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Đoàn Ngọc Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Bà Tạ Thị Vui, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Đại biểu thôn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu của ông Đoàn Tất Chiên, trưởng thôn Trung Hòa, cùng đông đảo cháu chắc nội ngoại, dâu rể, dòng họ tộc Đỗ Công. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Đỗ Công Sĩ, trưởng tộc họ Đỗ Công lên phát biểu khai mạc lễ khánh thành. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính mời thay mặt cho các bạn,
ấn thành ngôi chủ nhà. Thì chúng tôi xin thưa bà con trong đồng tộc cùng con cháu râu rể họ Hố Công, hơn 300 năm về trước, Đức Thị Tổ Hố Công tộc quận Công Lê Triều đã về làng cổ Việt là Phất, khai sinh ra dòng tộc Hố Công chúng ta ngày nay. Ngài là bậc đại lương có mưu lược anh minh, cương quyết khôi phục mở rộng bờ cõi, quyết đoán anh dũng đánh vác nhiệm vụ anh hùng. Ngài là bậc thông minh số một, có tài dạy bản giáo hóa, đem niềm phúc ban cho dân từ trẻ thơ đến con đỏ cũng lên đài thu thọ. Ngài hội tụ hàng trăm vị thần linh cùng bảo vệ đất nước, giữ gìn cơ đồ lớn vững vàng như núi Thái Sơn, đạo đức trung mãn trong sáng, được vinh tâm thách thức nhiều vẻ vang với công đức sáng ngời. Ngài được vua Hình Tông hiệu cảnh hưng vào năm thứ 44 tấn phong vương vị quần công, ngồi ở vị trí trong vương phủ và được giao phong hai chữ Quý Tử, nghĩa là Dương Cảnh Thành Hoàng Lưu Đốc Anh Nghị Hoàng Khôi Dũng Quyết Hùng Đám Tuệ Đức Tấn Công Đại Vương. Nhưng vào hai thanh vương thiên kích, hai vị vũng Lưu Đốc Tích Hồ Tịnh, hai mũi Cà Mâu và hai thanh Cẩm Tiến. Khi vào triều có người mang biểu hai chữ Trúc Tích đi trước, ngài ngồi triều vào sau. Ngài được vua phong sắc phong hàm nhất biệt và được quan bốn chữ đồng dân. Đến khi qua đời, ngài được nhà vua Lương Thời phong sắc thờ tự nghĩa vũ làm cổ Việt nay thuộc thôn Việt Yến, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Trung, tỉnh Thái Bình. Đến năm 1924, ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9, vua Khải Định phong sắc phong ngài là vị thần tôn kính chuẩn lên việc phụng sự ngài và hàng quốc khánh đi vào và cách cho nên tiếp tục bao con nhân dân xã của Việt Kiều Vũ Tiên Thái Bình thờ phục với lòng tôn kính đòi đòi ý nhớ và thiên. Ngài cũng là bậc tiền bối tổ tiên toàn thể con cháu tộc Hố Công xã Vũ Vinh, xã Việt Thuận và con cháu họ Hố Công ở khắp các miền trên đất nước đã đồng lòng nhất trí góp công góp sức góp tiền và xây dựng mở rộng về đường tộc Hố Công. Sau hơn năm tháng làm việc tích cực, trách nhiệm cao của ban xây dựng về đường cùng lao động miệt mài tận tình và tinh thần cao các ông các bà của các nhóm thợ, và đặc biệt là sự đóng góp công đức về tiền bạc của toàn thể bà con trong họ. Đến ngày nay, từ đường họ Hố Công chúng ta đã được hoàn chỉnh là ngôi chủ nhà chắc chắn đẹp đẽ khang trang để thờ phụng thì tổ và các vị tiên hiệp họ Hố Công đời đời tiếp theo. Hôm nay tại sân từ đường này, xin kính mời các vị đại biểu và toàn thể bà con trong họ cũng phấn khởi tự hào tổ chức lễ khánh thành từ đường họ Hố chúng ta và toàn thể con cháu họ của chúng ta thành kính dâng lên Đức Thị Tổ cùng các vị tiên hiền liệt của họ Hố ngôi từ đường chắc chắn đẹp đẽ khang trang ngày nay. Thay mặt các tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ khánh thành từ đường họ Hố Công tại xã Vũ Vinh và xã Việt Thuận. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ông trưởng tộc Đỗ Công Sĩ, để tiếp theo chương trình, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Công Sĩ lên đọc diễn tuyên khánh thành. Xin mời ông. Kính lạy Đức Thủy Tổ và tổ tiên tổ họ Hố, kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa bà con dòng tộc
con cháu trong nhà họ Đỗ. Người Việt Nam có câu mộc bản thủy nguyên, nghĩa là cây có gốc, nước có nguồn. Người ta có được là nhờ tổ tiên. Đạo lý ấy chúng ta phải luôn khắc ghi từ thế hệ này sang thế hệ khác và mãi mãi về sau để phụng thờ, đó là đạo lý thờ phụng tổ tiên. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con trong họ, đã từ lâu họ Đỗ chúng ta ước mong có được một ngôi từ đường với khang trang to đẹp chắc chắn để thờ phụng tổ tiên, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau cho nên ước mong đó chưa thực hiện được. Trong ngày giỗ tổ ngày 20 tháng 8 năm ngoái, tức là năm Mậu Tuất, họ ta đã đề cập đến vấn đề này và đã được mọi thế hệ con cháu trong dòng tộc nhiệt liệt hưởng ứng. Đó là toàn dòng tộc đồng lòng nhất trí xây dựng lại ngôi từ đường của cả họ chắc chắn, đẹp đẽ, nghiêm trang, sử dụng lâu dài và phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình trong toàn tộc họ. Trên cơ sở thống nhất của cả họ, Vụ trưởng tộc Đỗ Công Sĩ đã khẩn trương triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xây dựng từ đường. Đó là làm thủ tục pháp lý hiến đất cho dòng họ để làm đất đương ngoại và xây dựng từ đường. Xem xét các vấn đề về địa lý, về phong thủy, về thế đất để xây dựng từ đường. Sau đó làm lễ khấn cúng tấu trình đến Đức Thủy Tổ xin lâm dương và đã được tiên tổ đồng ý cho xây dựng từ đường mới theo hướng của từ đường đã có. Tiếp theo đó tổ chức họp các trưởng chi trong họ để thống nhất kế hoạch triển khai cũng như mức đóng góp của một xuất tinh. Sau đó các trưởng chi đã phổ biến kế hoạch quyết tâm xây dựng từ đường cũng như mức đóng góp của một tinh đến từng gia đình của các vùng miền trong nước mà có người trong họ. Tiếp tục làm thiết kế kiến trúc xây dựng từ đường, thành lập ban kiến thiết và đến ngày 6 tháng 3 năm 19, tức là ngày 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi, đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng từ đường. Quyết tâm và sự đồng lòng hiệp lực của toàn họ với tinh thần trách nhiệm cao của ban xây dựng và đứng đầu cùng bộ trưởng tổng Đỗ Công Sĩ, đến nay công trình từ đường của họ Đỗ đã được hoàn thành. Trước mắt chúng ta là một ngôi từ đường khang trang chắc chắn đẹp đẽ với diện tích xây dựng hơn 70 m². Các đường nét hoa văn mổ phù con trồng ấu trụ xà dây cỏ vẩy đèn đều do các bàn tay tài hoa khéo léo của các ông thợ giỏi ở nơi quê hương Tiền Hải Thái Bình và các thợ giỏi trong xã Vũ Vinh xây đắp trang trí với chất lượng tốt. Kính thưa bà con trong họ, từ nay Đức Thủy Tổ Đỗ Công và các vị tiền liệt của dòng họ Đỗ chúng ta đã có nơi ở mới. Cả dòng họ chúng ta phấn khởi tự hào với thành công này. Công trình từ đường có được như hôm nay là nhờ sự đồng thuận và đóng góp công góp sức góp tiền bạc của toàn họ, sự miệt mài lao động của các ông bà thợ lề mộ, thợ máy, thợ trang trí kỹ thuật, các ông công an xây dựng và đặc biệt là bộ trưởng tổng Đỗ Công Sĩ về ý tưởng xây dựng, về quản lý công trình. Vì vậy mà công trình đã hoàn thành với chất lượng tốt và tiết kiệm cho bà con trong họ nhiều triệu đồng. Về phần tài chính, ban xây dựng sẽ có báo cáo đầy đủ, công khai minh bạch và được niêm yết tại thị trường. Hôm nay cho phép chúng tôi xin báo cáo một con số thu chi chính như sau. Phần thu thì toàn họ chúng ta có hai nguồn thu. Thứ nhất là nguồn thu từ các đinh đóng góp, và các đinh của chúng ta là hơn 180 đinh, và đến nay thì đã đóng góp được 111 đinh và tổng số tiền đinh đóng góp được là 168 triệu. Còn số nguồn thu thứ hai là nguồn thu đến cúng từ toàn thể con cháu nội ngoại, và đến hôm nay thì đã cái nguồn thu từ đến cúng đã được 474.850.000. Và tôi xin phép được cái phần chi thì cũng là tổng số như thế này.
tức là toàn bộ chi phí cho xây dựng công trình là 737.350.000 và chi mua sắm đồ thờ bước 1 là 16.400.000, tổng số chi là 1.753.750.000. Và như vậy là chúng ta còn đang thiếu 110 triệu. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp tiền bạc của các gia đình, sự đóng góp công sức của các ông các bà trong họ, đặc biệt là những tấm lòng thơ thảo của các thế hệ con cháu đã tiến cúng xây dựng thủy đường với tinh thần giàu một bó, khó một nén. Danh sách các thế hệ con cháu tiến cúng thì chúng tôi nay cũng được xin phép là sẽ báo cáo trước tất cả bà con. Chúng ta không khỏi thấy khỏi khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm vượt lên tất cả, công trình xây dựng thủy đường của họ đấu công chúng ta đã được hoàn thành trên mức mong đợi. Toàn thể con cháu họ tộc chúng ta xin kính dâng lên anh linh của Đức Thủy Tổ cũng như cùng các vị hiền liệt của họ hữu công công trình này. Kính xin mời Đức Thủy Tổ cùng chư vị hiền liệt họ Đỗ an toàn phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ Đỗ nhà nhà no đủ, tứ thời mạnh khỏe, bát tiết an vui. Kính xin chúc các cụ các vị đại biểu cùng toàn thể bà con trong họ mạnh khỏe, mọi sự tốt lành, vạn sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Công Trị. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Công Quân, đại diện cho lớp người cao tuổi dòng họ Đỗ Công, lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng với ông. Là con trong dòng họ, hôm nay ngày lễ trọng khánh thành xây mới từ đường đại tôn họ Đỗ Công, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Đức Thủy Tổ, quận Công Lê Kiều. Tôi vừa chỉ định phát biểu thật là điều vinh dự lớn. Mới ngày hôm qua Tổ Thập Hầu kỷ vật linh thiêng ở ngài chỗ đền còn chật hẹp với lời nói nghĩa tình, mỗi người một đắm trong bức thư ngỏ của vị trưởng tộc. Hôm nay chúng ta đặt hai thanh long đao, hai miệng túc tích hồi tình ở chỗ trang trọng tại ngôi nhà từ đường mới to đẹp đàng hoàng. Ban xây dựng đã thông báo quá trình xây dựng, sự đóng góp tinh xuất theo đêm với tinh thần trách nhiệm tự giác và những tấm lòng công đức cao đẹp sâu sắc. Ở đây có một điều thật xúc động, có thể lần đầu tiên trong họ ta có một thổ đất công đức sổ đỏ để xây dựng từ đường. Đó là cơ sở pháp lý của sự bền vững trường tồn cùng dòng họ. Ngày hôm nay nhớ lại 10 năm về trước, thật là kỳ diệu, âm dương vượng khí. Buổi hành lễ dân hương với bài phát biểu tiêu đề 300 năm mới có một ngày cúng của vị trưởng tộc Đỗ Công Trị chấm dứt sự xót xa và đau lòng trong nhiều năm tháng của một mọi người trong dòng tộc mất một tổ. Hạnh phúc tràn ngập khôi phục lại giá trị thiêng liêng sâu thẳm trong tâm khảm cho tất cả thế hệ nhân đời cùng huyết thống xây lại một tổ sắc phong nhà vua thành hoàng an đồng dân cùng trừ. Hiện nay sắc phong di sản ấy ở ngài ở đình Đáp Vũ cũng được xây dựng
mới trên mảnh đất hàng trăm năm xưa. Những sự kiện trên trong họ ta mọi người đều cảm nhận. Song có một câu chuyện có thể nhiều người chưa biết về tấm lòng của Tu. Nghĩ tới cội nguồn thật sâu xa, Tu đã đến gặp ông Đỗ Tổng, trưởng ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam, chủ biên tác phẩm đồ sộ họ Đỗ Việt Nam và in bài họ Đỗ Công, xã Vũ Vi, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Đức Tổ Quán Công Lê Kiều, để bái thỉnh liệt vị tiên tổ bổ sung một cành nhỏ vào cây đại thả đồ, như viết những trang phản ký ấn tượng sâu sắc, thể hiện tấm lòng bền vững luôn luôn nhớ tới cội nguồn tri ân công đức tổ tiên. Xin kính chúc cùng trưởng Tổng Đỗ Công Trí, người cầm lái, người là tấm gương sáng chỗ dựa của dòng họ thường thọ. Kính chúc bà con họ Đỗ ta mọi sự tốt lành, các thế hệ kế tiếp lớp măng non to và khỏe hạn. Xin chân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các vị đại biểu. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn cụ Đỗ Công Uông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu con cháu ngoại họ Đỗ Công cành 3 chi 1 đang sinh sống tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang vào vị trí trong chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đỗ Công Hồng lên trưởng chi 2 lên phát biểu cảm tưởng. Xin mời cụ. Hơn xưa rất nhiều, tôi thay mặt khi ai trước hết xin cảm ơn cụ người trưởng cao đã giới thiệu, nhưng vẫn tâm huyết nhiệt tình với họ hàng và con cháu, đã tận tình cùng các con cháu xây dựng trên ơn ở nơi thờ kia tộc càng đang là uy nghi. Nhưng ngày hôm nay xin cảm ơn những nhà tấm lòng và con cháu trên mọi người quê và ở nước ngoài đã phát tâm công đức và tận tình của các gia đình, các chi ngành cùng các tổ tôn hôn thế và họ đóng góp công sức để xây dựng trường đường đại đồng, để và lòng mong ước của các thế hệ trong dòng họ từ nhiều ngày nay. Thật là cho con người có tổ có tâm, như cây có cội như không có mầm, trong niềm vui mừng ngày cánh thành của người đại học nay tôi xin kính chúc toàn thể họ ta gia đảm mạnh khỏe để bình an. Kính chúc cụ toàn thể con cháu
nhờ tổ tiên anh đi phù hộ cả họ ta đến mặt này, tất cả dòng họ chúc mọi người mạnh khỏe. Ban tổ chức xin chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Công Chế, trưởng chi ba lên phát biểu gặp thưởng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, các ông, các bà con, anh em, con cháu, nội ngoại tộc, các thành viên trong họ chúng tôi có niềm vui chung cùng bà con, anh em, con cháu thuộc nội ngoại tộc với tấm lòng tâm đức với tổ tiên của các thành viên trong họ tộc vui tờ đường họ tộc Đỗ Công đã được xây dựng. Đây là những đấm, những nén tâm hương được nhân lên tiên tổ công đức tổ tiên ngàn năm thịnh hữu hiền con cháu vạn đời nay. Chúng tôi đặc biệt từ đáy lòng mình cảm phục và biết ơn đến với gia đình cụ Đỗ Công Sĩ, tuy tuổi cao sức yếu lực bất tòng tâm song vẫn tần tảo kiên trì mang tâm cao chí lớn một tấm lòng từ bi nhân ái bất kể tất cả vì họ tộc vì sự trường tồn của các thế hệ mai sau. Đúng như lời Phật căn, cuộc đời sắc sắc phong phong, trăm năm chỉ có tấm lòng mà thôi. Nếu lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, nếu lấy phúc đức làm của theo ta bạc đời. Được chứng kiến ngôi đời đường thờ tự hôm nay thật là thanh cao và trang trọng, mang được nét tinh hoa của truyền thống của toàn thể, sự đoàn kết và đồng lòng của toàn thể họ tộc chúng ta. Đúng là đây có gốc mới nở cành xanh ngọt, nước có nguồn với bể rộng sông sâu, người ta nguồn gốc ở đâu chứ có tiên tổ sau sinh ra mình. Thưa bà con trong họ tộc, chúng ta hãy hướng nước nhân nguồn thành kính tổ tiên đã có công giáo dưỡng từng lớp người trong đồng tộc đã phát triển và trưởng thành tô đậm các truyền thống họ tộc, mang đậm tính nhân văn, đóng góp vào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tổ tiên danh thân ghi lịch sử, cháu con tiếp học nối nghiệp nhà. Duy trì việc thờ cúng tổ tiên là nhớ đến cội nguồn, thờ cúng chính là môi trường gặp gỡ giữa thế giới hữu hình và vũ trụ tâm linh. Và cũng nhân dịp này, bà con anh em trong họ tộc có sự liên hệ mật thiết, được gặp bà con trong họ hôm nay thật là đáng quý. Chúng ta hãy trân trọng tình cảm keo sơn trong dòng tộc. Cuộc sống hôm nay và mai sau con luôn luôn thay đổi, song cội nguồn tổ tiên vẫn mãi mãi trường tồn. Sống trên mảnh đất quê hương còn gặp nhau là một điều đáng quý. Hai chữ chân nghĩa và chân tình phải được tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa chơi, lợi danh như đám mây trần đồng, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình thương muôn thuở vẫn còn vương. Chắc chiêu một chút tình thương ấy gửi khắp non sông vạn miệu đường. Lời cuối cùng tôi xin chân thành chúc tới mọi thành viên trong họ tộc hãy bình an trong tâm hồn mình, hạnh phúc trong đời tư và gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Công Chế. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Hùng, trưởng đoàn họ tộc họ Đỗ ở đường thôn Việt Thuận An Toàn. Để tiếp theo chương trình, sau đây ban tổ chức xin kính mời bà Đỗ Thị Xoan là đại diện con gái họ Đỗ Công lên phát biểu cảm tưởng. Xin kính lễ cha thân tổ tổng nhất thiết chư tổ tiên chân mộc Đỗ sáng tinh hoàng Đỗ Vinh Vinh Thái Bình, kính lại cụ Đỗ Công Sĩ trưởng tổng họ Đỗ, kính đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã Vĩnh Vinh Kiều Vĩnh Thái Bình, kính thưa các cụ ông các bà các anh các chị và con cháu của đoàn họ Đỗ. Hôm nay là ngày âm lịch là ngày 26 và dương lịch là ngày 28, một ngày đại hỷ đối với họ Đỗ chúng ta. Lòng mong muốn của mỗi người con họ Đỗ đó là có một nơi thờ cúng thật là trang nghiêm thanh tịnh để con cháu dù có đi đâu ở mọi miền đất nước sẽ có một ngày quay về mỗi năm để kính lại tổ tiên tri ân công đức tổ tiên đã sinh ra các thế hệ họ Đỗ, nên để chúng con dù đi đâu dù làm gì và luôn luôn có một dòng máu họ Đỗ hai người để cố gắng phấn đấu, và hôm nay ước mơ đấy đã thành hiện thực và
chúng con nghĩ rằng cái lòng tri ân lớn nhất tổ tiên và tiếp theo là cụ chủ tịch tổ nghĩa, dù tổ lẫn nhau sức đã yếu, nhưng với một tấm lòng tri ân liên tổ, với một trách nhiệm lớn lao bốn trước cả dòng họ, cho nên là đứng lên kêu gọi con cháu tất cả mọi người dù đâu cũng có một nền tâm hương bằng chính tấm lòng mình để về xây dựng từ thiên mạch nhỏ cho đến thành tựu của lực lượng hôm nay. Đây là một cái sự nỗ lực rất lớn của cụ cũng như là các con cháu. Tôi nghĩ rằng là người có nhiều và người có ích, nhưng bằng cái tấm lòng, bằng cái sự riêng, bằng cái tình thương yêu kết nối của dòng họ, cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có một ngôi từ đường khang trang và thanh tịnh để chúng ta mới về thả tâm hồn mình vào và mang tất cả những nỗi niềm của những người con đi xa về gửi gắm vào tâm linh của dòng họ, để hứa rằng dù chúng con ở đâu, đi đâu và làm gì thì Tiên Tổ mãi là nơi linh thiêng nhất, luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tôn thờ, trân trọng kính yêu. Và tôi mong rằng các thế hệ trước, từ cụ Đỗ Công Sĩ đến các thế hệ tiếp theo, đang noi gương sáng được dòng họ Đỗ, cụ thủy tổ họ Đỗ của chúng ta, đã là suy đệ ra chúng ta những thế hệ sau này. Chúng tôi là những thế hệ chúng ta lớn rồi, thì tôi mong rằng tất cả thế hệ con cháu họ Đỗ dù ở đâu dù làm gì cũng chỉ được phép làm dạng ra họ Đỗ bằng các công việc cụ thể đời thường của mình, và để chia dòng họ không chỉ hơn những người con, những người cháu luôn luôn làm việc tốt, việc lành, việc thiện. Bởi vì như các cụ từ trước đã phát biểu rồi, chúng ta rất vinh dự dòng họ Đỗ chúng ta đã được hai lần sắc vua phong, và người thời vua Hùng cũng được gọi là bà nội cũng là họ Đỗ của chúng ta. Và đúng như một bác đã hiểu trước, đời đời sắc sắc ở trong đời cuộc đời chắc chắn không đâu. Tôi là ngày kỷ niệm trọng đại của dòng họ Đỗ, cũng là ngày con cháu họ Đỗ các thế hệ được về gặp nhau. Chúng ta hãy yêu thương bằng Tết gắn bó tri ân Tiên Tổ bằng những việc làm đẹp nhất của mình. Các đồng chí rất cần với nhiều công việc của xã, nhưng đã có chút thời gian để chia sẻ niềm vui với dòng họ Đỗ chúng tôi. Và tôi cũng xin anh thay mặt chị em của dòng họ Đỗ xin vô cùng cảm ơn đoàn Phật Đỗ Cư Sĩ, trưởng Phật của Đỗ, người đã thắp nguồn với chị Hoa Phong Thánh Thành. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, mời các vị đại biểu lên các ban Thánh Thành. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu xã, mời ông Đoàn Ngọc Dương, thường vụ đảng ủy xã, chủ tịch ủy ban nhân xã. Xin mời cụ Đỗ Công Sĩ, trưởng tộc. Xin mời cụ Đỗ Công Uông. Xin mời cụ Đỗ Công Hồng. Xin mời ông Đỗ Công Chế. Kính mời đoàn đại biểu ban quản lý đình Giáp Ngũ thôn Việt Tiến xã Vũ Vinh do ông Trần Đình Thi trưởng ban quản lý đình làm trưởng đoàn vào thắp hương. Chi một
do cụ Đỗ Công Chí làm trưởng đoàn và thắp hương lễ tổ.
Ta đã trải qua đẹp như